Em tới với kênh Tùng Thùng Vrec của mình thì ngày hôm nay thì kênh của mình đã chính thức được 100.000 sub rồi. Đó, anh em thấy chưa? Sắp tới lại nhận nút bạc và tặng quà tiếp cho anh em thôi nào. Còn hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn anh em chơi Vrec theo phong cách của ai? Của Tổng thống Vrec. Mà Tổng thống Vrec là ai á thì anh em biết rồi nha. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em tất tần tật luôn. Anh em nào thấy hay á thì đừng quên ủng hộ một like cũng như là một đăng ký kênh nhá, vì nó hoàn toàn miễn phí luôn. Còn bây giờ thì làm gì? Let's go. Thì để cho anh em tin tưởng hơn với cái giáo án của mình á, thì đây, đây chính là cái thành tích của mình lên top 1 cũng như là top Việt Nam rất là nhiều lần rồi. Thứ hạng hiện tại của mình bây giờ á là top 95 Vrec Việt Nam. Bởi vì tuần vừa rồi cũng như khoảng thời gian vừa rồi á, mình bận ra Hà Nội, Garena mời mình đi quay ra mắt cho cái skin Vrec Men Làm Hồn Gốm đó mọi người ơi. Mình là người gọi là đại diện cho Vrec vậy đó. Cho nên mình khá là bận và không có thời gian để chơi. Và mọi người cũng để ý đi, đó, cái giọng của mình bây giờ á, nó cứ khàn khàn á, bởi vì mình đang bị ốm mọi người à. Cho nên á, hiện tại thì thứ hạng nó hơi thấp một tí, anh em thông cảm nhá. Nhưng mà anh em vô xem này, ưa thích này, mùa giải hiện tại này, đấu hạng này, thì mình đã đánh con Vrec này 81 trận và tỷ lệ thắng là 70% nha. 10 trận thì thua 3 trận thôi. Cho nên anh em yên tâm với cái giáo án này nha. Và đây chính là combo bắn tâm lâm của Vrec đi rừng nha mọi người. Trang bị này, phù hiểu ngọc này. Trang bị đầu tiên anh em đến rìu cũng như là giày kiến cương, kiếm Muramasa, thương hung kiếm, huấn chương chói và cuối cùng là giáp hồi chinh. Và tùy theo từng trận đấu anh em có thể thay đổi nha mọi người ơi. Lúc đó thì mình sẽ nói sau. Đến với phù hiểu á thì cái đầu tiên anh em chọn hấp huyết, cái thứ hai cương công, cái thứ ba đầu khí, cái thứ tư là quả cầu hồi chinh, đó, quả cầu giữ chinh nhá, quên mất. Và cuối cùng là thử săn. Đến với ngọc thì 9 viên ngọc đỏ, anh em lấy cho mình công vật lý xuyên giáp, 1 viên tỷ lệ chí mạng. Để làm gì? Để những cái lúc dầu sôi lửa bỏng anh em đánh thương một cái nó chí mạng cái là anh em ăn được tướng của người ta luôn nha. Và 10 viên tốc đánh tốc chạy cũng như là 10 viên công vật lý xuyên giáp. Và quyết định của mình á là mình sẽ lấy cái nick tên anh 4 để hướng dẫn mọi người nha. Còn anh em mà muốn hướng dẫn ở rank cao á thì có thể bình luận ở phía dưới phần comment, mình sẽ chiều anh em thôi. Và quyết định của mình là trận này mình sẽ mang Vrec Men Làm Hồn Gốm nha mọi người ơi. Skin này mình thấy khá là mượt. Skin của Việt Nam nữa thì mắc gì mà không chơi đúng không anh em ơi. Thì đầu game á, anh em nhìn qua đổi hình tem bản đi. Đó, dành ra mấy giấy để nhìn. Violet này, Aneste này, Laurel Vocat với Sinichet này. Thì tem bản khá là nhiều khống chế. Thì phải lên cho mình giày kiên cường. Có hai phép á, thì chắc chắn á, là phải lên huân chương chói rồi. Đó, tem bản thì không có nhiều giáp mấy. Thì anh em có thể đổi cây Muramasa thành cái thương xuyên phá hoặc là thương long nha mọi người ơi. Với cái giáo án của mình á, thì mọi người sẽ khởi động cái vòng rừng ở con bùa đỏ ở phía đường rồng nha mọi người. Đó, ở phía đường rồng nha. Không phải là ăn ở phía đường top sau đó là chạy xuống ăn rồng đâu. Sai mọi người ơi. Mọi người để ý để mình nhắc cho mọi người nha. Lúc này thì mọi người cố gắng phán thật nhanh. Anh em đánh thương này, kéo cái con bùa đỏ vào cái bụi này. Đó, tránh trường hợp tém bản quá cướp các thứ nhá. Vừa đánh vừa xoay nịt các thứ đó, thấy không? Một này, hai này, ba này. Phát này là chừng chỉ luôn này, chừng chỉ lúc xoay luôn này. Rồi, thằng láo réo nó đã vô bùa của mình chưa? À, nó ở mít. Lúc này thì mình sẽ vừa phá mình vừa di chuyển cho nhanh. Một này, hai này, thấy không? Anh em vừa phá vừa di chuyển này. Rồi, hình như nó quá bờ lú mình á. Rồi, anh em vừa phá vừa di chuyển nhá. Cắn cho chuẩn nha anh em ơi. Còn tại sao mình nói anh em ăn cái con bùa ở đường rồng trước? Bởi vì mình sẽ ganh cho thằng top trước cho mọi người ơi. Mình vừa phám xong là mình ra ganh liền. Ra ganh anh em phải hiểu vấn đề á. Ra ganh á thì anh em đừng có nấp, đừng có đợi. Ganh ở đấy á, đầu game á, với mục tiêu á, với mục đích là gì? Là để cho cái thằng top của mình nó lấy lợi thế. Đó, sau đó là chạy xuống rồng luôn. Rồi. Cái tên lính này xong này, là mình chạy xuống rồng là vừa kịp nha mọi người ơi. Rồi, đợi tí. Thì lúc này thì chưa có thì mình phải đứng ở đấy thôi. Để dụ. Rồi. Qua luôn. Được. Đấy, qua luôn được. Mà bởi vì pha này thằng rừng nó phám quá chậm đấy. Cho nên mình quyết định là đánh nhau luôn nha mọi người.
mắt ulti rồi đó. Rồi, mình quyết định là đánh nhau luôn. À đủ. Nó nào ăn được vậy? Lâu reo thì dị vậy anh em ơi, anh em đợi nó lướt một lướt đi. Này, kéo lại này. Ôi. Nói chung là phá này á là bởi vì anh em thực chiến nên em phải khác, còn nếu bình thường á thì anh em đã chạy thẳng xuống rồng rồi. Anh em với thằng top và chạy thẳng xuống rồng để phám rồng luôn nhưng mọi người ơi, phá này hết máu á thì mình phải biến về một cái. Ơ, không thằng xin đi chết này nó mất ulti rồi đúng không? Chết này mất ulti rồi này thì nó đánh lại mình được anh em. 2 này, 3 này, anh em tuôn một cái này. Khá là cay cái pha đó mà mình chừng chỉ hụt anh em à. Mình bấm chừng chỉ á nhưng mà nó không ăn. Đây tém bản lúc này đang ăn rồng chắc luôn. Thì mình sẽ ra nha. Đây tém bản đang ăn rồng này. Ra đi ra đi ra đi ra đi. Có thằng lâu đeo và thằng xin đi chết á. À không không không. Được ăn không Violet được. Một mạng này. Ôi vừa ra cái là ván heo lửm ngay thôi ăn rồng. Tập hợp tập hợp tập hợp tập hợp. Thề luôn là đồng đội của mình nó giống như mấy cái thằng bị gì á. Thấy đường vậy. Thằng ăn rồng nè. Ngạo vật vơ. Ui dồi ôi ngạo vật vơ nữa. Con rồng không bắn đi. Ui dồi ôi. Lạy luôn anh em à. Anh em để ý nha, anh em đánh thấp để ý nha. Lúc mà anh em đánh nhau á thì anh em có thể đánh thoải mái, nhưng mà rừng mà ăn mục tiêu thì anh em phải hỗ trợ mục tiêu trước nha. Cứ đánh bảy bả là ối rồi á, thằng rừng nó vừa không ăn được mục tiêu nó đổi lại lấy mất mạng rồi đó. Đó thấy không? Súng súng nào lên. Double kill cho Laurel, phá này thì Laurel nó sẽ bị bại trận trước mình thôi. Đánh với Laurel thì anh em phải đợi cái nhịp lướt của nó. Nó lướt xong một nhịp á thì anh em mới đánh nhá. Đâu rồi Laurel rồi. Mày cái thằng này mày nấp kỹ thế nhá. Trận này là tém mình bị mất lợi thế này. Anh em thấy không? Trời ơi. Sao mà nấp kỹ thế nhờ. Nó về luôn em à. Phá đỏ thằng lau đéo nó về luôn á. Đó. Quay thì nhớ quay 2 nha anh em. 2. Ai chả ơi. Mình bấm chiếu nó bị hụt nhiều quá anh em. Rồi không sao nhá. Ơ mình bấm chiếu nó không ăn đâu mọi người. Đây pha này ăn luôn nha mọi người. Để lao đeo lướt lướt là hai lướt nha. Rồi bắn xương một cái này. Rồi kéo lại này. Đó giết nó đi. Anh em phải bình tĩnh, anh em đừng có chạy, anh em chạy là chết á. Gánh một phá lời chưa, quá lời rồi. Lúc này hết máu thì biến về cho mình. Trận này thì lên thương long cho mình nhá. Tem bản không có nhiều nhiều tánh cơ đâu cho nên không cần phải lên Muramasa đâu. Hai sờ cút ở trên hai được kìa. Ở dưới thì ban heo với ma lốc là bổ đối mạnh phết đó mọi người. Rồi lại bị hạ gục rồi. Làm đi thì làm chứ vẫn phải farm nhá mọi người ơi. Farm xong rồi hỗ trợ tém nhá. 2-2-2-2-2. Lính mít lên cao thì phải ra đét lính nhá. Ba con lính này còn hơn một cái mạng hạ gục của anh em. Đó 52 vàng này. Con lính này bao nhiêu vàng? 100 vàng đó. Thấy không? Hơi là bị nhiều tiền luôn á. Rồi thằng lao reo mũi thằng ma lốc à. Kiểu ma lốc à. Nó lấy chủ mít quan trọng thôi. Cái chủ mít này là quan trọng này. Rồi quay về bập thằng lao reo nha mọi người. Đánh luôn nha. Tem nó súng quá nhờ. Tem nó cảm giác quá súng luôn á. Nhưng mà không sao. Đổi một cái chủ mít á mà một mạng của mình á thì không sao hết nhá. Vẫn lời nhá. Trận này ván heo tém mình nó cứ bị gì anh em à. Nó cứ chạy đi farm thôi. Đồng đội thì bị đánh chạy tụt cả quần, nó vẫn cứ chạy đi farm. Lạy luôn á. Rồi thôi pha này thì chết Violet. Anh em thấy mình ghim map chuẩn không? Bây giờ á thì anh em chạy về ăn cái con tà thần cho mình. Đó, lúc này thì thằng lau đéo nó lại đánh nhau rồi. À thằng gì ván heo chứ quên. Rồi có bắn được chủ không? Ui chạy về ơi. Đánh chủ đi chơi ơi. Tem nó hết máu hết rồi mà. Có con blue bên này này. Có con blue bên này này anh em ơi. Ăn con blue này ngon này. Ăn con blue này ngon hết á. Giờ vừa đâu. Rồi chú ý ta thật á. Thằng Violet ngủ này. Lùm này.
Rồi, thằng này chết luôn, chơi luôn đi. Thể hiện đẳng cấp luôn đi. Thấy không? Làm gì thì làm chứ vẫn phải lấy cái quá ta kêu. Thể hiện đẳng cấp top 1 cho anh em thấy chứ. Mất cái mega thằng Van Heo xỉn nó lụm mất rồi. Nó đứng nó chát cái gì luôn á. Trời ơi, lên lấy chủ nhánh đi. AFK này nè mà. Violet tém bản hơi ngơ anh em à. Violet tém bản cảm giác hơi ngơ nhá. Anh em chơi Violet anh em đừng có lộn thẳng cái đầu lên. Lộn thẳng cái đầu lên là xin mình về củ á. Ở phía bên này thì Ma Lốc đang đánh con này. Lầm được, lao đeo lướt thêm một nhịp nữa là chết à. Chết rồi, không chạy được anh em ơi. Sao mà chạy được với mình? Anh em thấy không? Trận đấu nó đơn giản không? Chỉ cần một pha anh em quẩy 5-60 thằng như mình thôi là lầm ngay rồi, thằng Violet này chết tiếp. Rồi nha anh em ơi. Rank này thì hướng dẫn nó chỉ có vậy thôi, hết sức là đơn giản. MVP của ai thì anh em cũng đã nhìn thấy rồi đó. Với cái lối chơi của mình thì nó rất là nhiều đam này, rất là nhiều chống chịu này, cũng như là rất nhiều mạng hạ gục, và cũng có thể là rất nhiều mạng bị hạ gục. Nhưng mà không sao, thoải mái thôi nha anh em ơi. Chơi game thì mình phải tự tin lên thì mình mới giành chiến thắng được. Đó cũng là một cách mà để giúp anh em giành chiến thắng dễ hơn á.